Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay là nhân cái ngày mình đi tham dự cái lễ hội khinh khí cầu ở tại Saga các bạn. Và hiện tại mình đang đứng ở trong cái khu mà khinh khí cầu này các bạn. Nhưng mà ở đây có một cái quầy triển lãm của Honda các bạn. Và có rất là nhiều mẫu xe mới mà hiện tại là Honda đang cập nhật các bạn. Nói chung là nhân cái dịp này thì mình sẽ quay, mình chia sẻ cho các bạn về những cái mẫu xe Honda mà đang hot nhất, mà đang thịnh hành ở tại Nhật nó như thế nào, nó có giống với cái mẫu xe ở Việt Nam mình hay không, và giá cả của nó ra sao. Thì đây là xe mới 100% luôn nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta cùng hãy xem nhé, xem mà xe ở Nhật có khác gì so với là xe ở Việt Nam của mình hay không nha các bạn. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng tiến vào nào. Đây các bạn, hiện tại là mình đang đứng ở trước cái quầy triển lãm, nói chung cái khu triển lãm xe của nhãn hiệu Honda nữa các bạn. Tại vì hôm nay Honda cũng có một cái khinh khí cầu á, và họ đăng ký là triển lãm ở đây luôn. Ông và mình thấy rất là hoành tráng các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào trong và khám phá những cái mẫu xe Honda hiện tại ở đây nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn mọi mẫu xe đầu tiên. Ở đây là cái mẫu xe mà mình thấy là xe mẫu xe gia đình mà rất là thịnh hành ở tại Nhật luôn các bạn. Nó có cái kiểu dáng mà thấy nhìn không? Cái kiểu dáng rất là lạ so với Việt Nam mình đúng không? Nhưng mà đây kiểu dáng này rất quen thuộc ở Nhật Bản các bạn. Ông và cái mẫu xe này rất là tiện dụng và thấy là đa số là họ sử dụng cho gia đình rất là nhiều. Mình thấy ở đây gia đình có con nhỏ thôi hay mua xe này các bạn. Nói chung cũng khá rộng rãi đúng không? Và xe này có 4 chỗ thôi. Và ở phía sau này, phía sau thì để đồ được chắc được khoảng 2 cái vali gì đó. Không, và bây giờ là mình sẽ xem giá của nó như thế nào nha các bạn. Không, và giá của mẫu xe này là 1.818.300 yên các bạn. Thì đổi ra tiền Việt của mình đó là khoảng này tính ra 181 măng 8 sen, thì đổi ra chắc khoảng là 200 mấy chục triệu tiền Việt Nam mình nữa các bạn. Đó, mẫu xe này rất là đẹp. Nếu mà về Việt Nam á, thì chắc có lẽ là rất là tiện dụng, mà không biết sao mà nó chưa có nhập về Việt Nam mình các bạn. Rồi đây là mẫu xe tiếp theo mình giới thiệu các bạn này. Chắc mẫu xe này là quen thuộc so với Việt Nam của mình đúng không? Nói chung là kiểu dáng mình nhìn thấy nó cũng giống ở Việt Nam mình, chứ nó không có khác gì nhiều. Hiện tại thì cái xe này là 382 măng nha các bạn. 382 măng. Thì nó chiếc xe này hơi mắc á, 382 măng là nó 600 mấy 700 triệu luôn các bạn. Nội thất nó nói chung là xe này nội thất cao cấp hơn. Chứ hồi nãy là nội thất ghế nỉ thôi, chứ này là nội thất là ghế da luôn nè. Ở ghế da luôn nè. Không, và xe này á thì nó không phải là 4 chỗ nha các bạn, nó là 6 chỗ, nhưng mà hai ghế sau là này review xe hôm bữa luôn. Hai ghế sau là hai ghế hờ nha các bạn, hai ghế trẻ em á. Chứ người lớn thì ngồi hai ghế sau thì không có được đâu. Nói chung là nội thất rất là cao cấp, nên là cái giá nó là cao như vậy các bạn. Rồi cái mẫu xe này nè, mẫu xe này là CRV nè. Mẫu xe này ở Việt Nam mình có nha các bạn. Nhưng mà bây giờ đó mình không có cần xem nhiều về mẫu xe này nữa, biết là nó rất cao cấp rồi. Ở Việt Nam thì mình thấy là review cũng rất là nhiều đúng không? Mẫu này thì cũng mẫu mới nhất, có đèn LED nè. Toàn là đèn LED không này. Thì cho bạn xem giá của mẫu xe này thôi. 395 măng 1 sen thì nó gần 400 măng đó các bạn, là hơn 800 triệu tiền Việt của mình nha. Đâu, và mẫu xe này thì chắc nó không có khác nhiều, không có khác gì mấy so với Việt Nam mình đâu. Không, quay cho bạn coi luôn. Thì nó cũng là 7 chỗ, nhưng mà 7 chỗ hai ghế sau vẫn là hai ghế trẻ em mà. Trong mình xem review xe mình mê xe lắm, xem review xe riết cũng quen review cho bạn được chút nào chút nha các bạn. Và đây cái mẫu xe mình thấy rất là đẹp các bạn. Mẫu xe này, mẫu xe theo phong cách sang trọng, và cửa sau á, cửa sau là cửa trượt, nhưng mà cửa trượt tự động luôn các bạn. Và cái mẫu xe này mình thấy ở Nhật họ chạy rất là nhiều. Những người mà nói chung là hơi sang á, họ chạy xe này rất là nhiều. Nhưng mà cái nội thất bên trong á thì mình thấy là nó không có được cao cấp các bạn. Nó chỉ là nửa da nửa nỉ thôi, chứ nó không phải là da toàn bộ. Nên giá nó cũng không có cao lắm nữa các bạn. Nó chỉ là giá nó nằm ở 310 măng 7 sen, là khoảng 600 mấy à, gần 650 à. Gần 650 tiền Việt Nam mình, nó hiệu là Bada này các bạn. Không biết là ở Việt Nam mình có mẫu xe này chưa, tại mình chưa có thấy mẫu xe này ở Việt Nam á.
thấy cái hiệu á, cái mẫu xe giống giống thì có nhưng mà chưa thấy cái hiệu các bạn. Và dáng xe này rất là sang trọng. Rồi cái mẫu xe này, mẫu xe này là Vezel nè, Vezel Hybrid nè. Ở đa số xe ở Nhật á đều chạy chạy điện hết nha các bạn. Hybrid á là chạy chạy điện á. Đông và cái giá mẫu xe này là 313 măng nè. 313 măng 4 sen nè. Đó là chưa thuế nha các bạn, mấy cái giá mình nói là chưa có thuế. Và mẫu xe này cũng là 100% led luôn. Xe này thì chỉ có vỏn vẹn là 4 chỗ thôi. Luôn rất là gọn. Rồi bây giờ là sẽ giới thiệu cho các bạn, mình thấy cái mẫu xe này cũng khá là ấn tượng, khá đặc biệt, không chắc là ở Việt Nam mình chưa có đâu các bạn. Cái mẫu xe này mình nghĩ là Việt Nam mình chắc chắn là chưa có luôn. Đây là mẫu xe mà gọi là đi du lịch đó các bạn, đi cắm trại, đi hội trại đó, rất là tuyệt vời. Rồi cho bạn xem cái đầu ở trước nha. Nè, N-Van nè. N-Van thiết kế, bạn thấy thiết kế như vậy các bạn hài lòng không? Có bắt mắt không? Đây là N-Van nè, và bây giờ mình sẽ xem ở bên trong nó như thế nào cho bạn. Mình thấy hình như không có ghế nào luôn á. Này, có thấy không? Ghế, tất cả ghế đều bật được xuống hết. Nó có thiết kế là 4 ghế, 6 ghế gì đó. Nhưng mà giờ bật xuống hết là không thấy ghế nữa các bạn. Không, và có thể là làm một thành một cái giường. Một cái giường có thể hai người ngủ được. Có thể hai người ngủ được nha các bạn. Mà xe này rất là tuyệt ha. Nếu mà gia đình nhỏ mà cặp vợ chồng á, mà chúng ta đi dã ngoại là hết sảy luôn. Ở sau đây có thể che cái rèm nữa nè. Đây cái rèm nè, ở phía sau có thể che thành cái rèm và bao nè. Ôi nhìn rất là đẹp. Nói chung là ở trên thì có thể làm thành một cái gác để đồ nè. Ở dưới ngủ thì trên, ở dưới này, ở trên này gác để đồ nè. Ở dưới này ngủ nè. Không, và để đồ rất là tiện dụng luôn. Có cái đèn treo lủng lẳng đó các bạn. Không, do đó ở về mẫu xe này về Việt Nam mình nghĩ là bán rất là chạy luôn á. Đó, đây là mẫu xe cũng khá là tuyệt vời. Hôm nay là Honda. Hôm nay Honda triển lãm nhiều lắm các bạn ơi. Và bây giờ sẽ giới thiệu cho bạn mẫu xe khủng của Honda. Đây là mẫu xe đua nè. Mẫu xe đua của Honda. Và mẫu xe này chỉ triển lãm thôi chứ mình nghĩ là không có bán đâu các bạn. Nó chỉ nặng 500kg thôi. Mình thấy nó để như thế này. Đi qua bên đây để quay cho các bạn kỹ hơn cái buồng lái ha. Bạn thấy không, ở trong đây là có hình ảnh nè. Hình ảnh là xe này đã đua. Đây. Nếu mà ai mà thích tốc độ chắc mua cái xe này chạy được. Thấy khủng không? Hai cái bánh này khủng không? Đó, hiện tại là từ nhỏ lớn giờ mới thấy tận mắt được cái xe đua ở ngoài đời luôn các bạn. Toàn là xem trong tivi không à. Người hình như là vô trong phải nằm xuống đúng không ta? Đó, thấy là thiết kế nằm xuống nè. Và mẫu xe này thì nghĩ chỉ chạy được đường đua thôi chứ bên ngoài thì không được đâu. Nó thấp lắm, sát đất luôn các bạn. Đó, động cơ rất là mạnh, rất là nhanh. Bây giờ tiện thể là review cho bạn cái mẫu xe này luôn. Nhưng mà không cho tiếp cận các bạn ơi. Chỉ được đứng ngoài quay vậy thôi chứ không có cho tiếp cận vào bên trong nha. Rồi đây là mẫu xe đua của Honda. Rồi nãy giờ là review cho các bạn xong về cái xe hơi rồi ha. Thì chắc chắn là sẽ có những người bạn thấy cái giá của nó rất là hấp dẫn luôn các bạn. Tại vì ở bên đây là người ta sản xuất trực tiếp luôn, không có thuế. Không có thuế nhập khẩu giống Việt Nam mình. Ở đây là những mẫu mô tô nè. Những mẫu mô tô mà ở Nhật người ta thông dụng và người ta chạy nữa các bạn. Đây là chiếc cào cào của Honda này. Mình thấy không, như không có để giá, thấy chiếc cào cào không? Đẹp không? Giống Việt Nam không các bạn? Ở Việt Nam thì mình không có rành mấy xe này lắm. À, giờ có giá luôn các bạn ơi. Chiếc cào cào này có 50 măng 7 sen thôi. Trời ơi, rẻ vậy. Chiếc này là 250 phân khối nè. Mà có 50 măng 7 sen thôi. 50 măng 7 sen hơn 100 triệu thôi. Khoảng 102-103 triệu thôi các bạn. Chưa thuế á. Nếu tính thuế ra chắc khoảng 105 triệu à. Ôi, chiếc xe này có 105 triệu thôi. Ở Việt Nam là mua liền luôn rồi đó. Nhưng mà ở Việt Nam mình nghĩ chắc là đội giá lên gấp đôi luôn đó các bạn. Và cái chiếc xe này nè, chiếc xe này là được Honda giới thiệu rất là nhiều. Và ở Việt Nam mình đã có rồi các bạn, mình đã biết luôn nè. Nhưng mà coi giá nó thôi ha. Chiếc này cũng là dạng Rebel nè. Chiếc này cũng 250 luôn.
Chiếc này thì mắc hơn chiếc cào cào nãy xíu. Chiếc này 59 măng 9 sen. 59 măng 9 sen thì nó khoảng 120 triệu. Ôi sao chiếc này nó cũng nghe ngửa giá Việt Nam ta? Ở Việt Nam mình cũng nghe nói nó cũng giá cỡ này đúng không các bạn? 120 triệu hả? Ủa chiếc này không rẻ vậy? Đó, do đó thì giới thiệu các bạn chiếc xe này vậy thôi. Và bây giờ đi qua bên đây còn một chiếc xe nữa các bạn. Chiếc xe này là cái mẫu xe đua địa hình, xe thể thao á. Chiếc này thì cho triển lãm chụp hình thôi, chứ không có chạy, không có giới thiệu. Đây, mẫu xe rất là gọn nè. Y chang xe đạp luôn. Đơn giản y chang xe đạp luôn. Không, mà cho trẻ em lên chụp hình để lấy ảnh. Thấy quá đơn giản luôn. Đó thì hôm nay là sẵn tiện là tham dự cái lễ hội khinh khí cầu. Có mấy chiếc xe của Honda ở đây rất là tuyệt vời các bạn, rất là mới luôn. Mình chia sẻ cho các bạn biết xem cái mẫu xe ở Nhật có khác gì Việt Nam hay không, và giá cả nó như thế nào. Thì nãy giờ các bạn xem chắc các bạn cũng cảm thấy biết được nhiều điều đúng không ạ? Rồi do đó thì mình chắc xin dừng video này ở đây. Rồi chúc các bạn rất thật nhiều sức khỏe ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Rồi ok.